AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Xin chào các em. Như vậy là chúng ta được học về công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông và hình tam giác rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về công thức tính diện tích hình thang là như thế nào. Thực ra thì ở trong chương trình lớp 5 chúng ta cũng được học công thức tính hình thang rồi. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ được học lại một lần nữa để khắc sâu kiến thức các em nhé. Chúng ta cùng đi vào phần 1 nhỏ là công thức tính diện tích hình thang. Nào, bây giờ với hình thang ABCD cô cho như trên bảng. Với đáy cô cho bây giờ đang là AB và đáy lớn là CD. Thì để tính diện tích hình thang ABCD này chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Và tại sao chúng ta lại có công thức như hồi lớp 5 chúng ta đã tính? Muốn tính diện tích hình thang này, chúng ta sẽ chia hình thang ra làm hai hình tam giác nhỏ bằng cách là kẻ đường chéo AC. Đây, ví dụ cô kẻ đường chéo AC này thì đường chéo AC này sẽ chia hình thang thành hai tam giác nhỏ là gì? Tam giác ADC và tam giác ABC, đúng không nào? Và chúng ta cũng được học công thức tính diện tích hình tam giác rồi. Công thức tính diện tích hình tam giác là gì? Nhắc lại cho cô một chút. 1/2, 1/2 đáy nhân chiều cao. Như vậy thì chúng ta có thể tính được diện tích tam giác ADC bằng cách là kẻ chiều cao hạ từ A xuống DC và coi DC là đáy, đúng không nào? Bây giờ nếu như cô muốn kẻ đường cao vuông góc xuống DC thì chúng ta sẽ đặt thước như thế nào nhỉ? Có thước eke thì chúng ta sẽ đặt vuông góc như thế này, đúng chưa? Và tại đỉnh A. Nhưng bây giờ chúng ta không có thước eke thì chúng ta sẽ lợi dụng cái đường thẳng dài nhất ở trên thước kẻ của chúng ta này, cái vạch chia dài nhất ấy. Chúng ta sẽ đặt vạch chia đó nằm trùng lên trên đoạn DC và đi qua điểm A. Đó, chúng ta kéo cho đi qua điểm A. Sau đó mình sẽ kẻ đường thẳng đi qua thì mình sẽ được đường cao là đường cao AH. Khi đó chúng ta có diện tích tam giác ADC sẽ bằng gì nhỉ? 1/2 AH nhân DC. Tiếp tục chúng ta sẽ xử lý nốt tam giác còn lại, đó là tam giác ABC. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Cô thấy nhiều bạn vẫn còn khó khăn trong việc là xác định đường cao của tam giác này. Người ta gọi là tam giác tù. Bây giờ cô muốn kẻ đường cao từ C xuống AB cơ, thì nhiều bạn lại kẻ như thế này. Như thế này có được gọi là vuông không hả các em? Như thế này không được gọi là vuông nhá. Và đối với tam giác tù này, chúng ta không thể nào mà vẽ được đường cao ở bên trong tam giác tại đỉnh C đâu. Chúng ta phải vẽ đường cao bên ngoài tam giác. Khi đó các em hãy kéo dài đoạn AB ra. Chúng ta kéo dài đoạn AB ra. Và sau đó mình lại hạ đường cao từ C xuống đoạn AB kéo dài giống như cách chúng ta hạ từ A. Đây, cái điểm chia dài nhất này sẽ nằm trùng trên đoạn mà chúng ta vừa kéo dài ra và chúng ta đưa về điểm C. Đây, như thế này gọi là vuông góc. Và chúng ta sẽ vẽ xuống dưới và chúng ta được CK vuông góc AB. Khi đó chúng ta có diện tích tam giác CAB là gì nhỉ? 1/2 1/2 CK nhân AB. Lưu ý nhá, CK nhân AB. Ở đây chiều cao là CK, còn đáy của chúng ta chỉ là đoạn AB thôi, chứ không phải đáy là đoạn AK, nghe rõ chưa? Đáy là đoạn AB, đáy là các cạnh. Thì đây, đây chính là đáy và chiều cao của chúng ta là chiều cao CK. Như vậy chúng ta sẽ có trình bày là diện tích tam giác ADC bằng 1/2 DC nhân AH và diện tích tam giác ABC bằng 1/2 AB nhân CK. Từ đó chúng ta có diện tích của hình thang ABCD sẽ bằng diện tích của tam giác ADC cộng với diện tích của tam giác ABC. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm là đoạn CK này sẽ bằng đúng với đoạn AH do tính chất của hình thang. Thì khi kẻ vuông góc xuống, chúng ta sẽ có hai đoạn bằng nhau. Đây là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song đây này.
Đó, đây là hai đường thẳng song song mà. Thì chúng ta sẽ có AH bằng CK. Khi đó thay vào chúng ta sẽ có là diện tích tam giác ABC bằng 1/2 AB nhân AH. Như vậy thay vào thì chúng ta sẽ được là 1/2 DC nhân AH cộng 1/2 AB nhân AH. Đến đây chúng ta thấy rằng có nhân tử chung là gì nhỉ? Nhân tử chung là 1/2 AH. Đưa 1/2 AH ra ngoài, trong ngoặc còn DC cộng AB. Như vậy chúng ta đã hình thành xong công thức tính diện tích hình thang. Vậy theo các em chúng ta sẽ phát biểu công thức tính diện tích hình thang như thế nào nhỉ? Muốn tính diện tích hình thang, chúng ta sẽ lấy bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao. Bây giờ đáy lớn cô gọi là có độ dài là A, đáy nhỏ có độ dài là B và chiều cao có độ dài là H. Thì chúng ta sẽ có S bằng 1/2 nhân A cộng B nhân H. Hoặc chúng ta có thể ghi nhớ và phát biểu theo cách lớp 5 chúng ta đã từng học. Đó là muốn tính diện tích hình thang, đáy lớn, đáy nhỏ ta đem cộng vào nhân với chiều cao, chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra. Đó là cách lớp 5 chúng ta nhớ. Thì ở đây công thức nó cũng không có gì khác biệt cả. Tuy nhiên là chúng ta viết dưới dạng khác một chút thôi. Và bây giờ các em hãy áp dụng vào và làm cho cô ví dụ 1 sau đây. Ví dụ 1 cô yêu cầu tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 3 và 4 cm, còn chiều cao thì bằng 2 cm. Để tính diện tích hình thang này chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Đối với bài mà có hẳn độ dài hai đáy và chiều cao, tức là chúng ta có tất cả dữ kiện rồi. Đây, AB là đáy, còn H là chiều cao. Thì chúng ta sẽ không nhất thiết phải vẽ hình ra nữa, mà các bạn hãy thay luôn vào công thức cho cô để tìm ra diện tích là bao nhiêu. Nào, như vậy chúng ta sẽ có diện tích là bao nhiêu nhỉ? Diện tích bằng 1/2 tổng hai đáy là 3 cộng 4 đóng mở ngoặc, và nhân với chiều cao là nhân với 2. Và chúng ta sẽ tính ra được kết quả là bằng 7 cm². Đây này, 3 cộng 4 bằng 7 đây. 7 nhân với 1/2 nhân 2. Mà do tính chất giao hoán thì chúng ta thấy rằng 1/2 nhân 2 thì bằng 1. Cho nên mình có bằng 7 cm², hoặc là bấm máy tính thì đều được. Nhưng mà cô khuyên là chúng ta nên nhẩm dần đi cho chúng ta quen thuộc hơn nhá. Sang phần 2 nhỏ là tính công thức tính diện tích hình bình hành. Từ công thức tính diện tích hình thang, chúng ta có thể suy ra được công thức tính diện tích hình bình hành, bởi vì hình bình hành cũng là một hình thang, đúng không nhỉ? Chúng ta được học trong chương 1 đấy, hình bình hành cũng là một hình thang. Như vậy, chúng ta sẽ có hình bình hành này có là hình thang có đáy là có hai đáy là A và A và chiều cao là H, đúng không nào? Hai đáy bằng nhau là A. Như vậy thay vào công thức tính diện tích hình thang, chúng ta sẽ có diện tích của hình thang này sẽ bằng 1/2 tổng hai đáy, tức là A cộng A, nhân với chiều cao là nhân với H. Mà A cộng A thì là 2A, đúng không nào? Đây là hai đơn thức đồng dạng này, 1A cộng 1A thì ra 2A. Đó, chúng ta sử dụng cả đại số vào để làm nữa. Khi đó chúng ta sẽ được là 1/2 nhân 2A nhân H. Và 1/2 nhân 2 thì bằng 1 rồi. Cho nên mình được công thức là A nhân H. Và đây chính là công thức diện tích hình bình hành mà chúng ta cần phải nhớ. Như vậy chúng ta sẽ có diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao tương ứng với cạnh đó, tức là S bằng A nhân H. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang phần bài tập củng cố để khắc sâu kiến thức ngày hôm nay. Bài đầu tiên cô chữa chúng ta là bài 26 trong sách giáo khoa trang 125. Bài yêu cầu tính diện tích mảnh đất hình thang A, B, E, D như trên hình vẽ theo độ dài như hình vẽ người ta biểu thị đây. Và biết diện tích của hình chữ nhật A, B, C, D. Đây, hình chữ nhật A, B, C, D đây là 828 m². Muốn làm được bài này thì chúng ta cần phải nhớ được cho cô công thức tính diện tích hình thang là gì, công thức tính diện tích hình chữ nhật là gì để chúng ta có thể áp dụng vào làm bài. Nhắc lại một chút, công thức tính diện tích hình chữ nhật nào. S hình chữ nhật bằng
À, tích độ dài hai cạnh. Còn công thức tính diện tích hình thang hôm nay chúng ta mới học xong, cô viết tắt một chút hình thang nhé. Bằng gì? 1/2. À, 1/2 tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao. Rồi, như vậy bây giờ muốn tính được diện tích mảnh đất hình thang này thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Người ta cho chúng ta sẵn hai đáy rồi, đúng không nào? Cho sẵn hai đáy rồi thì chúng ta cần phải tìm thêm chiều cao nữa. Thì khi đó chúng ta mới đã có đầy đủ tất cả các dữ kiện của công thức tính diện tích hình thang, đúng không nào? Vậy làm sao để chúng ta có thể tính ra được chiều cao đây? Các em có xác định được chiều cao không? Chiều cao của chúng ta chính là chúng là BC, đúng không nào? Đây chính là chiều cao. Và người ta nói rằng ABCD là hình chữ nhật, cho nên AD cũng có thể coi là chiều cao được. Và mình lại biết rằng diện tích của hình chữ nhật ABCD là 828 m² rồi. Hình chữ nhật ABCD có diện tích và có một yếu tố, đó chính là cạnh AB bằng 23 m. Thì chúng ta có tính được cạnh AD không? Mình áp dụng cho cô công thức mà cô vừa nhắc lại, đó là diện tích của hình chữ nhật bằng tích của độ dài hai cạnh. Như vậy chúng ta sẽ có diện tích của hình chữ nhật ABCD sẽ bằng AB nhân AD, đúng không nào? Giải. Ta có diện tích ABCD bằng tích độ dài hai cạnh, mình chọn sẽ là cạnh AB nhân AD, hoặc các em có thể chọn là AB nhân BC cũng được, bằng 828. Đúng không nào? Đề bài người ta cho mình như vậy. Như vậy mình suy ra được AD sẽ bằng AD sẽ bằng 828 chia cho AB hoặc là phần AB thì cũng thế. Được chưa? Phần thì mình hiểu là chia mà, mình quen thuộc rồi đúng không nào? Khi đó mình thay số vào sẽ được là 828 chia cho 23. Và cái số nó khá là lớn cho nên chúng ta sẽ bấm máy tính cho cô. Thì mình ra được là bằng 36 và đơn vị của chúng ta sẽ là mét. Sau khi tính được AD rồi thì chúng ta đã có chiều cao của hình thang chưa? À, có rồi đúng không nào? Có chiều cao của hình thang rồi, có độ dài hai đáy rồi thì mình có tính được diện tích của mảnh đất hình thang ABED này hay không? À, có đúng không nào? Và chúng ta sẽ trả lời cho cô diện tích mảnh đất hình thang. Bởi vì đây mình sẽ thay cho câu vậy ấy, nên mình sẽ viết luôn diện tích của mảnh đất hình thang ABED là SABED bằng 1/2 đáy lớn cộng đáy nhỏ, mở ngoặc, AB cộng DE nhân chiều cao là AD. Còn bạn nào ghi ở trên này là BC thì bên dưới chúng ta cũng ghi là BC cho cô nhá. Bằng, mình đi thay số vào thôi. Thay số vào thì mình sẽ ra là 1/2 nhân với mở ngoặc AB là 23 đúng không nào? DE vừa tính ra, DE đề bài cho là 31, còn AD chúng ta vừa tính ra đó là 36. Và khi đó chúng ta bấm máy tính thì chúng ta sẽ ra kết quả là 23 cộng 31 972 mét vuông. Đơn vị là mét vuông nhá. Nhớ diện tích đơn vị là mét vuông, còn cái độ dài chúng ta có đơn vị là mét. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài tập này rồi. Bài 2 cô chữa chúng ta là bài 29 trong sách giáo khoa trang 126. Bài nói rằng khi nối trung điểm của hai đáy hình thang, tại sao ta được hai hình thang có diện tích bằng nhau? Tức là qua bài này chúng ta sẽ có kết luận rằng nếu như chúng ta nối trung điểm của hai đáy hình thang thì chúng ta sẽ được hai hình nhỏ có diện tích bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ hình. Cô sẽ vẽ đáy lớn trước và đáy nhỏ sau. Thì thông thường chúng ta vẫn sẽ vẽ đáy lớn ở bên dưới và đáy nhỏ ở bên trên.
chúng ta sẽ vẽ hình thang bình thường thôi, không cân, không vuông. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ lợi dụng cái dòng kẻ của chúng ta để chúng ta vẽ song song rồi cho nó nhanh đúng không nào, mà nó lại còn chuẩn nữa. Và sau đó chúng ta chỉ cần lấy trung điểm thôi. Thì ở đây hai đáy đây, đáy thứ nhất và đáy thứ hai đây. Lấy trung điểm thì chúng ta trong vở có thể đo, còn ở trên bảng của cô thì cô vẽ theo ô vuông rồi, cho nên cô sẽ lấy trung điểm dễ dàng thôi. Đây là trung điểm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ô. Vậy thì lấy 4. Rồi. Và mình sẽ gọi hình thang, chúng ta xét đây là hình thang A, B, C, D. Có M là trung điểm AB và N là trung điểm của DC. Khi đó nối hai trung điểm này lại, chúng ta sẽ được hai hình thang có diện tích bằng nhau. Đúng không nào? Và bây giờ liên quan đến diện tích thì chúng ta chỉ cần nghĩ đến công thức tính diện tích thôi. 1/2 tổng hai đáy nhân với chiều cao. Và ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta chưa có chiều cao, thế thì mình phải làm gì? À, mình phải kẻ chiều cao ra đúng không nào? Kẻ chiều cao hạ từ A. Và chiều cao hạ từ B. Thì chúng ta sẽ thấy rằng hai đoạn này như thế nào với nhau nhỉ? Cô gọi là AH và BK đi. AH và BK bằng nhau đúng không nào? Đây là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song mà. Vì vậy cô sẽ đặt chiều cao là H. Sau đó chúng ta hãy sử dụng cho cô công thức tính diện tích hình thang để chứng minh hai hình thang nhỏ này có diện tích bằng nhau. Được không nào? Nào, bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ viết là xét hình thang ABCD. Để chúng ta có các điểm ấy, bởi vì đề bài chưa có điểm nào mà. ABCD có M, phẩy N lần lượt là 0.AB.CD như hình vẽ. Sau đó chúng ta sẽ kẻ đường cao AH và BK. Thì chúng ta suy ra được AH sẽ bằng BK và bằng một đoạn H nhỏ nào đó chúng ta đặt trên hình, độ dài sẽ là H nhỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ có diện tích hình thang AMND là, chúng ta sẽ thay công thức vào thôi. Diện tích hình thang AMND bằng gì? Cô đặt là S1 đi. 1/2 tổng hai đáy là AM cộng DN đúng không nào? AM cộng DN nhân với chiều cao là nhân với AH đúng không nào? Hay nói cách khác là nó sẽ bằng 1/2 AM cộng DN nhân với chiều cao là H nhỏ như vừa rồi chúng ta đặt. Và chúng ta cũng có diện tích hình thang MBCN là, cô đặt là S2 của chúng ta bằng 1/2 tích hai đáy là tổng hai đáy, cô xin lỗi, MB cộng CN
Nhân chiều cao là chiều cao BK, và chúng ta thay BK bằng H vào, chúng ta sẽ có bằng 1/2 MB cộng CN nhân H. Mà chúng ta lại có là vì M là trung điểm của AB, cho nên MA phải bằng à MA bằng MB. N là trung điểm của DC nên chúng ta có ND bằng NC. Đây, từ đây chúng ta có thể suy ra luôn cho cô hai điều. Điều thứ nhất là MA bằng MB. Và điều thứ hai chúng ta suy ra cho cô đó là ND bằng NC. Để bây giờ chỗ nào có MB, chúng ta sẽ thay là MA, hay viết là AM để cho giống phần bên trên này. Như vậy chúng ta sẽ được S2 bằng 1/2 à AM cộng CN chính là bằng đoạn ND đúng không nào? Hay chúng ta viết là DN thì cũng được, để cho giống hệt với phần bên trên, còn H thì không thay đổi rồi. Như vậy chúng ta thấy rằng diện tích hai hình thang này đã bằng nhau chưa? À, bằng nhau rồi đúng không nào? Và chúng ta kết luận thêm cho cô một câu, đó là vậy diện tích hình thang, cô viết tắt nhá, hình thang AMND và MBCN bằng nhau. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài này rồi. Chỉ với công cụ là diện tích của hình thang bằng gì thôi, nếu như chúng ta biết và chúng ta áp dụng thay vào thì mình sẽ làm được bài tập này đúng không nào? Bài thứ 3. Bài 3 cho hình thang ABCD với hai đáy là đáy AB và CD. Có đáy AB bằng 6cm và chiều cao bằng 900cm. Ở đây thì để vẽ được đúng hình thì chúng ta sẽ mất khá nhiều bảng hoặc là mất khá nhiều giấy. Cho nên chúng ta có thể thu nhỏ tỷ lệ này lại. Thì chúng ta sẽ vẽ AB cho cô bằng 2cm và chiều cao bằng 3cm. Chiều cao chính là khoảng cách giữa hai đáy ấy. Thì ở trên bảng này cô cũng, nếu như mà vẽ hai ô vuông và ba ô vuông thì chúng ta cũng không nhìn được, cho nên là cô sẽ vẽ cho AB làm sao mà nó nhỏ hơn chiều cao, thế là được rồi. Và chúng ta vẽ hình thang không cân không vuông, thế là được. Đây cô vẽ AB. Sau đó chúng ta nối vào thôi là được. Và mình vẽ luôn cho cô đường cao nhé. Vẽ luôn đường cao thì ở đây mình sẽ hạ đường vuông góc xuống đúng không nào? Hạ đường vuông góc thì cái đường chia dài nhất này của chúng ta sẽ nằm trên đáy lớn, là đáy CD như chúng ta đang vẽ đây. Thì đây chính là đường cao A, B, C, D. Và cô gọi đường cao của chúng ta là đường cao AH chẳng hạn, bởi vì người ta không gọi tên đường cao đúng không nào? Và bây giờ người ta nói rằng đường thẳng đi qua B và song song với AD. AD đây. Bây giờ chúng ta cần vẽ một đường thẳng đi qua B và song song với AD. Thì chúng ta sẽ trượt thước, sao cho nó song song là được. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng tính chất của hình bình hành, đó là có hai đường thẳng song song và bằng nhau đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ có là AB bằng với đoạn DK DE là chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đo đoạn DE của chúng ta đúng bằng 3 ô vuông thì mình sẽ vẽ được. Đây chính là hình thang mà chuẩn nhất. Cô xin lỗi, hình bình hành. Và đoạn BE này chia hình thang thành hai hình bình hành là thành hình bình hành ABED và tam giác BEC. Đây, tam giác BEC. Người ta nói rằng hình bình hành này và tam giác này có diện tích bằng nhau, và chúng ta cần phải đi tính diện tích của hình thang. Ở đây thì cô sẽ không ký hiệu lên hình đâu,
mà chúng ta sẽ phải nhớ cho cô các dữ kiện để bài cho mình tập nhớ dần đi. Bởi vì trong đáp án biểu điểm khi trình bày ấy, người ta sẽ không ký hiệu lên hình là độ dài bằng bao nhiêu cả. Đó, thì chúng ta nhớ dần cho cô là AB bằng 6 và chiều cao AH bằng 9. Như vậy chúng ta có tính được diện tích của hình bình hành ABED không nhỉ? Diện tích của hình bình hành bằng đáy nhân chiều cao, đúng không nào? Như vậy, ở đây chúng ta sẽ có chiều cao là AH thì đáy của hình bình hành khi đó là đoạn DE, nhớ chưa? Vuông góc lên, vuông góc với DE mà, thì đáy phải là DE chứ. Nhưng mà DE của chúng ta lại bằng đoạn AB, bởi vì đây là hình bình hành, đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ tính được diện tích của hình bình hành ABED. Vậy bây giờ làm sao để chúng ta có thể tính ra diện tích hình thang bây giờ? Chúng ta phải dựa vào dữ kiện thứ hai, đó là người ta nói rằng hình bình hành và tam giác có diện tích bằng nhau. Hình bình hành và tam giác có diện tích bằng nhau, nhớ nhá. Như vậy, nếu như cô kẻ đường cao từ đỉnh B thì chúng ta sẽ có đường cao của tam giác BEC chính là đoạn BK với đáy là đoạn EC, đúng không nào? Và chúng ta phải nhớ rằng trong hình thang thì các đường cao này bằng nhau, AH bằng BK. Vậy thì chúng ta sẽ có mối liên hệ giữa EC và đoạn ED đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ viết ra để rõ ràng hơn nhá. Kẻ đường cao AH phẩy BK thì chúng ta sẽ suy ra được là AH bằng BK. Bây giờ mình sẽ tính cho cô diện tích của hình bình hành. Ta có, hoặc là các em ghi luôn là diện tích hình bình hành ABED là S của ABED bằng độ dài của đáy nhân với chiều cao, và chiều cao nhân đáy, tức là AH nhân với DE thì chính là bằng AH nhân với AB, đúng không nào? Và mình sẽ thay số vào cho cô. AH của chúng ta là 9, còn AB là 6. Như vậy chúng ta sẽ ra kết quả là 54 đơn vị là cm vuông. Và mình giải thích thêm cho cô là vì DE bằng AB theo tính chất viết tắt nhá. Hình bình hành cũng viết tắt. Sau khi tính được diện tích của ABED rồi thì chúng ta suy ra được diện tích của tam giác BEK cũng bằng 54, đúng không nào? Bởi vì đề bài cho là diện tích của tam giác BEC và hình bình hành ABED là bằng nhau. Suy ra diện tích BEC bằng diện tích ABED và bằng 54 cm vuông. Mà chúng ta lại có chiều cao của hình thang, tức là AH, và cũng có nghĩa là BK, đúng không nào? Như vậy chúng ta có thể tính được EC hay không? Có diện tích rồi, có chiều cao BK bằng 9 rồi thì có tính được EC không? Có, đúng không nào? Và chúng ta sẽ đi tính EC. Chúng ta giải thích thêm cho cô Vi. Cũng không cần đâu. Ta có diện tích của tam giác BEC bằng 1/2 đáy nhân chiều cao là EC nhân BC. Cô xin lỗi, BK. Đáy nhân chiều cao BK. Như vậy mình sẽ đi thay vào thì mình suy ra được, hoặc là mình rút ra nhá. Suy được EC bằng gì nhỉ? EC bằng 2 lần diện tích BEC, đúng không nào? 2 lần diện tích BEC chia cho BK. Đó, mình giải ra EC thôi. Thì ở đây mình sẽ nhân 2
diện tích tam giác BEC nhân 2. Sau đó thì mình sẽ chia BK thì ra được EC. Đó là khi mình giải ra, hoặc là chúng ta không quen với cách rút như thế này thì mình có thể thay số vào luôn cũng được và suy ra cho cô EC bằng bao nhiêu. Nào, bây giờ thay thì sẽ bằng 2 nhân với 54 và chia cho BK của chúng ta là 9. Đúng không nào? Và chúng ta sẽ ra kết quả là bằng 12 cm. Bây giờ có EC rồi. Vừa rồi thì chúng ta có đoạn DE bằng AB bằng 6, có EC vừa tính xong. Thì chúng ta có tính được DC không? Tính được DC rồi thì mình có tính được diện tích của cả hình thang này không? À, có đúng không nào? Và bây giờ mình sẽ suy ra cho cô. Suy ra DC bằng DE cộng EC. DE chính là 6 cm đúng không nào? 6 cộng với 12 là ra 18 cm. Tính ra DC rồi thì mình sẽ tính diện tích hình thang. Cô sẽ không ghi câu trả lời nữa nhá. Diện tích 3 chấm này, các em sẽ tự viết cho cô. Diện tích hình thang SABCD bằng 1/2 à đáy nhân chiều cao. Tổng hai đáy nhân chiều cao AB cộng DC nhân AH. Và chúng ta đi thay số vào. Thay số vào thì chúng ta sẽ được là 1/2 nhân với AB là 6, DC vừa mình tính ra là 18, nhân với AH là chúng ta ra bằng 9. Khi đó thì mình sẽ tính được kết quả của chúng ta, đó là ra bằng 108 cm². Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài tập này bằng cách là đầu tiên chúng ta sẽ tính diện tích của hình bình hành ABED. Sau đó là mình sử dụng dữ kiện là diện tích tam giác BED bằng diện tích hình bình hành ABED để chúng ta tính ra được EC bằng bao nhiêu. Sau khi tính ra được đoạn EC bằng bao nhiêu rồi thì chúng ta sẽ tính được đáy lớn DC bằng bao nhiêu. Và sau đó mình sẽ áp dụng công thức tính diện tích hình thang bằng cách lấy 1/2 tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao. Hoặc chúng ta có thể không thay số vào và làm từ đầu đến cuối, đến lúc cuối chúng ta mới thay số vào. Đây này, không thay số vào thì chúng ta sẽ làm như sau cho cô này. Đầu tiên chúng ta vẫn ghi là diện tích của hình bình hành bằng A bằng DE nhân với AH, đúng không nào? Và chúng ta có diện tích của BEC thì cũng bằng BK nhân với EC. Mà BK chính là đoạn AH rồi. Như vậy mình suy ra được là EC sẽ có một mối liên hệ với DE thì chúng ta tự tính ra. Và từ đó thì mình cũng sẽ làm ra kết quả giống như cô vừa tính. Bài cuối cùng, bài yêu cầu tính diện tích hình thang ABCD. Biết góc A bằng góc D bằng 90 độ, tức là hình thang này của chúng ta là hình thang vuông. Và góc C bằng 45 độ, AB bằng 1 cm, CD bằng 3 cm. Thì ở đây chúng ta có thể vẽ hình thang vuông với góc C bằng 45 độ bằng cách là chúng ta sử dụng thước đo góc. Nhưng mà ngày hôm nay cô không có thước đo góc, cho nên là cô sẽ vẽ một cái hình phác họa ra sau để chúng ta phân tích, sau đó chúng ta mới vẽ một cái hình thật là chính xác và xinh đẹp ở góc này. Nào, bây giờ chúng ta phác họa ra một chút nhá. Đầu tiên là hình thang vuông, đúng không? Bây giờ cô sẽ vẽ một hình thang vuông ra. Vẽ tay thôi, chứ giờ thì phác họa mà, không quan trọng lắm. Tại A và tại D đây. Sau đó người ta nói rằng góc C bằng 45 độ. Góc C bằng 45 độ. Thế bây giờ để tính cái này mình phải làm thế nào đây? Cô gợi ý cho chúng ta, đó là chúng ta hãy kẻ cho cô đường cao hạ từ B xuống. Nào, bây giờ nếu như mình kẻ đường cao hạ từ B xuống đây, vẽ vuông góc xuống, thì chúng ta có điều gì? Cô gọi là BH chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có ABHD là hình chữ nhật, đúng chưa? Hình chữ nhật thì chúng ta sẽ có AB bằng 1 thì DH bằng cũng bằng 1. Đúng không nào? DH bằng
bằng 1 mà chúng ta có DC bằng 3 rồi, đề bài cho thế. Thì đoạn HC của chúng ta bằng bằng 2 đúng không nào? Và chúng ta sẽ có tam giác HBC vuông và có một góc bằng 45 độ thì người ta gọi là tam giác gì? Tam giác vuông cân. Khi đó chúng ta sẽ có đoạn BH cũng bằng 2. Và từ đó chúng ta có thể tính được diện tích hình thang rồi, đúng không nào? Bởi vì mình đã tính được chiều cao rồi mà. Như vậy là các em có hiểu bài này chưa nhỉ? Hiểu rồi thì bây giờ mình sẽ đi vẽ hình làm sao cho nó đúng nhá. Ở đây thì cô sẽ vẽ theo tỷ lệ thôi. Ví dụ như bây giờ cô vẽ 1cm của cô là 2 ô ở trên bảng chẳng hạn. Thì cô sẽ đi vẽ hình chữ nhật này trước với AB là 2 ô, còn AD là 4 ô. Đó. Bây giờ cô sẽ đi vẽ này. AB là 2 ô nhá. Còn AD của chúng ta là 4 ô. 1, 2, 3, 4 này. Còn ở vở thì mình cứ vẽ theo cách mà chúng ta vẫn đã học về thước đo góc. Còn ai thiếu thốn quá như cô thì mới vẽ thế này thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ được cái hình chữ nhật ở bên trong. Sau đó là mình sẽ đi vẽ đoạn HC bằng 2, tức là tương ứng với 4 ô vuông ở trong này. 4 ô vuông. 3, 4. Để nối vào thì mình được góc này bằng 45 độ. Chắc chắn là ra 45 độ. A, B, C, D vuông, đây là H, đây là 45 độ. Đề bài cho thế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày. Chúng ta sẽ viết là kẻ đường cao BH. Sau khi kẻ đường cao BH xong thì chúng ta đi chứng minh cho cô tứ giác ABHD là hình chữ nhật. Chúng ta có chứng minh được không nhỉ? Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông theo định nghĩa, đúng không nào? Và dấu hiệu nhận biết thì chúng ta chỉ cần chứng minh một tứ giác có 3 góc vuông thì đó đã là hình chữ nhật rồi. Như vậy chúng ta đi xét tứ giác. Xét tứ giác ABHD có góc BAD bằng góc ADH bằng góc DHB bằng 90 độ. Suy ra ABHD là hình chữ nhật. Hình chữ nhật có viết tắt. Từ đó chúng ta suy ra được AB sẽ bằng đoạn DH và bằng 1cm theo đề bài. Sau khi tính xong DH bằng 1cm thì chúng ta có thể tính được HC rồi. Mà DH cộng HC bằng DC. Cho nên chúng ta sẽ suy ra được đoạn HC bằng DC trừ DH. DC đề bài cho bằng 3, DH vừa tính xong 3 trừ 1 và bằng 2, đơn vị là cm. Sau khi tính được HC xong thì chúng ta sẽ tính đến chiều cao, đúng không nào? Dựa vào góc C của chúng ta bằng 45 độ. Vì tam giác HBC vuông tại H có góc C bằng 45 độ. Suy ra nên tam giác HBC sẽ vuông cân tại vuông cân tại H. Từ đây chúng ta suy ra được đoạn BH chính bằng đoạn HC và bằng 2cm. Sau khi tính xong đoạn BH bằng 2cm rồi thì chúng ta sẽ dựa vào công thức tính diện tích hình thang. Đó là diện tích hình thang ABCD sẽ bằng 1/2 tổng hai đáy nhân với chiều cao chúng ta vừa tính xong chính là đoạn BH. Và bây giờ chúng ta sẽ thay vào diện tích hình thang. ABCD là S bằng
1/2 AB cộng CD nhân BH. Và mình sẽ đi thay số. AB là 1, CD là 3, còn BH vừa mình tính ra bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ tính được diện tích bằng 4 cm². Như vậy là mình đã giải quyết xong bài này rồi. Qua bài này, chúng ta hãy ghi nhớ thêm cho cô công thức tính diện tích hình thang và công thức tính diện tích hình bình hành. Qua đó thì chúng ta làm cho cô bài tập 32, 33, 35, 36 trong sách bài tập trang 161. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi yêu cầu hay thắc mắc gì, các em hãy comment ở bên dưới, cô sẽ trả lời ngay khi có thể. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em ở buổi học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.